ồn lắm quá các bạn. Rồi sao lắc vậy trời? Kệ đi, lắc kệ đi. Mình vẫn chơi được, mình vẫn sẽ làm được. Ôi trời, sao lắc vậy? Bắt cầu coi không có chữ lắc quá. Thì vẫn xong được. Chắc này chắc chắn là không có PvP được. Hay thật. 4 FPS thôi kia PvP vậy. Con thằng nó nâng lên rồi. Ôi. Đua mình à. Rác quá, mới mình kém mà các bạn. Nghi vấn. PvP được chắc vậy, chắc được là như gì. Cảm ơn người thông minh đó biết mua sắp nè. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi không không lag lag. Ôi trời ơi lag quá. Ôi mà ôi không ôi không ôi không có vẻ ở sang nhà mình em kiến thức sang nhà mình. Ôi kia nó kia kia nó nóng lên cho tôi lên cùng cho tôi lên cùng. Ngon 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 rồi. Ui kéo gì một phát xem luôn phải chấm. Thôi mình sẽ về nhà bây giờ lắp á. Bây giờ lên chỗ tập phát rồi đây. Rồi yes GG. Trời ơi thì mình PvP rất là tốt thì mình chẳng biết luôn thì nó rất là lag thôi. Không 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 không. Một phần nó có bạn đây những người mình mua dây thì nó sẽ thả và mình sẽ chết không nhất là như
Trời ơi, lát quá không có xoay được luôn này. À, như này hy vọng mới được. Ôi trời ơi. Mình không có xoay chuột luôn. Xoay block hay không? Xoay nốt sao? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, shit. Cái trận này chắc mình thắng rồi. Mình trận này hơi lắc, mình chơi hơi ngu nhưng mà team mình thì lại chơi rất là giỏi. Thì mình dùng máy tính cấu hình khá là cũ mà các bạn mình có thể biết là hiện giờ kiểu mình chơi mình được có ui các bạn thấy chưa, có 4 CPS nè, chơi rồi gì. Ôi trời ơi lag. Nhưng mà mình sẽ cố gắng ít nhất để cho mình cũng được vinh danh một tí đi chứ. Ok. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, giết nó đi. Giết nó. Kill him. Lag quá. Mình không còn điều chỉnh được nút di chuyển luôn các bạn ơi. Các bạn nhìn thời gian của nó nè. Jesus. Ôi trời ơi, mình sẽ mình cần chơi tốt hơn nhưng mà nó cứ như thế này chơi tốt thì chưa. Ok, mình chơi cũng không lại là vui lắm thôi nhưng mà mình sẽ bắt qua đấy. Mình đang ở đây rất là hay. Xuống trên nó đi anh em, tôi sẽ bảo kê. Tôi sẽ bảo kê tim. Yes. Một kill. Ôi không, mình chết rồi. Yes. GG. Ôi trời ơi, win. Win. Yay. Yay. Và video đây và video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn các bạn đã xem và chào tạm biệt các bạn.